Rồi, hello cả nhà. Hôm nay sẵn đầu cái video cho Hằng gửi tới cho Angel một chút xíu nha. Thì trước đây Angel có làm xăm môi, xăm mắt, xăm lông mày. Thì hôm nay nếu mà ai gọi cho Angel làm đủ một combo hoặc là nói là nghe số phone này từ Hằng Kali thì được giảm giá 50 đồng. Thì mấy chị hãy nhanh lên để gọi cho Angel với số điện thoại là 714-580-2761, 714-580-2761 để được Angel tư vấn xăm môi hay là xăm mắt hay là xăm lông mày. Giống như là Angel đã từng xăm cho Hằng. Đây, môi, rồi mí mắt, rồi lông mày. Thì mí mắt mà muốn dẻ lên cao như vậy tại vì Hằng dẻ nữa nha. Còn nếu mình muốn xăm cái mí cho tự nhiên để khi mình rửa mặt nhìn thấy nó có cái viền đen đen, nó đừng có nhợt nhạt, thì mình xăm một cái mí mắt đi rất nhẹ, nó rất là tự nhiên luôn. Còn tại vì khi Hằng gắn lông nheo thì Hằng dẻ thêm nha. Đó, rồi lông mày Hằng cũng intro xăm cho Hằng đây. Lông môi, môi. Cho nên mấy chị hôm nay nếu như mà gọi cho intro với số điện thoại 714-580-2761, 714-580-2761, đúng không, đúng không, đúng mà. Dạ, 714-580-2761 để nói là coi từ Hằng Kali hoặc là làm đủ một cái combo giống như là xăm môi, xăm mắt, xăm lông mày thì Angel sẽ giảm giá 50 đồng. Ok, được giảm 50 đồng nha. Nhớ nói coi từ Hằng Kali nha. Ok, hãy gọi cho Angel nha cả nhà. Tại vì qua Tết rồi, mình làm đẹp cho mình chút đi. Ok. Uống cái này hay lắm sao nè. Bây giờ sẵn ở đây chị đang quay phim mà khách, chị đang ngồi bán hàng nha. Mà khách thật sự gọi lại nha mọi người đó. Mà chia sẻ Hằng mở cho nghe nè. Sao em? Dạ. Em uống hết một hộp rồi á. Thường á em ở Boston á, mở nhỏ chút đi á, cái tay em á năm nào cũng như lắm em làm đeo á, đi trời. Lạnh em cầm tay khách á, mà khách lạnh luôn á. Trời. Mà bây giờ em uống rồi, bây giờ tay em uống còn lạnh nữa. Ôi là trời, thấy không em? Đó, cho nên là những lời thật của những khách uống rồi chia sẻ không, cái đó chị nói thật đó. Dạ. Ừ. Chứ không phải là mình quảng cáo. Trời ơi, em uống mới hết hộp đó mà vậy đó hả? Nè, khách hàng cũ gọi vô là biết liền, tại khách cũ là Hằng có lưu cái tên, mua bột ai có làm lưu hết á. Dạ. Rồi bữa nay mua thêm hay là sao? Da mịn lắm luôn. Mà bây giờ hả, nó còn mịn hơn nữa. Ôi trời ơi, là trời đã vậy. Mà còn cái này nó ghê nè. Nó được nhận trường lắm nha. Đúng. Cái nhận trường là đúng cho mấy cô lớn tuổi nói đó. Nói là mấy cô lớn tuổi khi mà mấy cô bị bón á, mấy cô nói là uống vô rất dễ đi cầu. Cái đó là thật tới 100% luôn. Rất dễ. Ôi là trời, thấy không? Nè cô chú anh chị nghe khách hàng chia sẻ thật. Tình cờ vô tình khi mà Hằng làm những cái thước phim mà trên cái bàn Hằng làm việc vừa bán hàng, thì những khách hàng cũ uống gọi lại order là đa số chia sẻ lại nó rất tốt. Rất tốt luôn. Không phải của họ, em uống hết một hộp rồi đâu. Của họ em mới uống có 2 tuần. Em gọi chị hoài, chị không có bắt phone. Em nói trời ơi nó hay quá trời, mới có 2 tuần thôi đó. Ôi là trời, vậy đó hả em? Giống cái chị kia vợ của anh mù, hai vợ chồng đó, mà cũng nói muốn 2 tuần. Ừ, mà 2 tuần thôi mà bữa kia bà cũng gọi để bà báo là bà mừng quá, bà có cái vụ kia. Mà tình cờ mình không bắt phone được. Đó, trời bà mừng quá. Ôi là trời, thiệt vậy luôn, mừng. Em coi không có sót chị một cái lít nào hết trơn. Ôi là trời, vậy đó hả, phải không vậy? Trời ơi. Fan cứng, trời, cảm ơn em. Rồi bây giờ có mua thêm gì không? Bữa nay? Không, em gọi chỉ gọi chia sẻ vậy thôi. Chị mới gửi cho em 5 hũ thôi đó. Mới gửi 5 hũ. Không, mà có mua kem thêm sức để cho nó căng bóng da mặt không? Không chị. Uống thôi mà nó bóng da mặt luôn hả? Thiệt vậy đó trời. Yeah. Không mà thiệt, uống bóng nha mọi người nè. Hằng uống nhiều 3 tháng rồi da bóng rồi nè. Bóng. Uống nó bóng da lắm. Mới uống có 1 hũ thôi đó. Thì giống ông Nhơn nè, ổng uống cho ổng uống mà cái mặt ổng hồng hào. Còn anh Khanh á, tại cái da ổng là nâu, da ổng là da đen, nhưng mà ổng, da ổng nó láng mà nó mịn vậy đó. Mà hầu như ai cũng nói cái này uống láng mịn đó em. Láng mịn da mặt. Uống cái này là uống có kết quả thì có
Không, kết em quả cũng lắm. như em cũng có uống nhiều loại collagen lắm, nhưng mà cái này là cái quý nhất luôn á. Ui là trời, mừng chưa? Thằng mừng là không phải là thằng bán được hàng, mà mừng là mình có một sản phẩm tốt thật sự. Cái này mình nói thiệt đó. Đúng rồi. À hả? Wow. Dạ, tại vì nhiều khi nhiều những cái sản phẩm khác nó cũng mất tiền hơn, uống đâu có cách. Đúng rồi em, tại cái này nó nguyên chất, nó nguyên chất 100% để trên cái hộp nha. Nó dán xô trên cái hộp là free 100% thì không thể nào giả tạo được. Và có FDA chứng nhận, và bột collagen không nguyên chất 100%, không pha chế bất kỳ một cái gì hết, mà chỉ có 68 đô rất dễ uống luôn. Rất là dễ uống, ai cũng có thể uống được, nghèo giàu gì cũng có thể uống được, miễn nó tốt cho sức khỏe, có sắc đẹp, có sức khỏe. Đó. Dạ, em thấy good nhất là do những người làm nail. Những người làm nail đúng rồi. Em á. Đúng rồi. Những làm nail á nó cũng bớt cái nhức tay ha, mà em thấy nhất là nó không có còn lạnh cái tay nữa, là hay cái đó. Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi. Với lại khi em ngồi lâu em không có cảm thấy mỏi lưng đúng không? Em để ý mấy cái đó nha. Không. Đó em để ý mấy cái đó đó. À hả, giống như hồi trước mình ngồi hồi mình mỏi lắm, mình phải nhúc nhích đồ đủ thứ, nhưng mà khi bây giờ mấy chị kia chúng chia sẻ vậy đó, nó ngồi làm neo lâu cũng không có thấy mỏi, không thấy mệt nữa. Tại vì uống nó không có bị đói bụng hôn nha. Đúng, nó làm mình đai ép luôn đó. Nó làm giống như tại nó có chất da cá, nó làm cho mình no mà, đó sao mình sẽ ăn ít mà. Giống như thường thường, giống như ngày nào mà khách đông, khi tới 2 giờ chiều mà em không ăn là đói muốn xỉu, mà bây giờ uống cái đó nó không, nó chỉ đói thôi chứ không phải là nó mệt. Nó không có mệt, tại vì nó không mệt là nó cung cấp cái energy cho em, nó có collagen. Collagen có nghĩa là cái trẻ hóa của mình, mà người già mới mệt chứ trẻ đâu có mệt, thì khi nó làm cho mình trẻ lại thì mình không có cảm thấy mệt đó. Cho nên nó tốt, có cái đó là cái thật của những người khách mà gọi tới chia sẻ đó. Thì khi mà tình cờ mà những người khách gọi á, mà Hằng đang ngồi đây có camera, Hằng hay bấm lại để cho những người khách mới chia sẻ cho những người khách mới uống. Mà thật sự không phải là mình nài nỉ khách mua, không đủ hàng, không đủ hàng bán. Cái này chị cũng đâu có trả tiền em để quảng cáo. Đúng rồi. Giống như mình có sao mình nói vậy, có sao mình nói vậy. À. Để mọi người biết được cái tốt. Chứ thực sự mới về 200 hộp chị gói một cái sạch bách luôn, mà chị đang năn nỉ nữa mà không biết chị được trăm nào không nữa nè, thì làm sao mình ép khách bán. Cho nên nhiều người hỏi chị có phi shipping không, có phi này kia không, nói trời không có đủ hàng bán nữa sao phi đây. Hàng tốt là mình đừng có cần phi shipping, tại vì khi mình mua mình hỏi hàng đó có tác dụng, có kết quả thật không, chứ đừng có gì 5 đồng 10 đồng shipping mà hà tiện. Cái này mình nói thiệt đó. Cho nên nhiều người khách của chị làm nail uống khen dữ lắm, với mấy cô chú anh chị em lớn tuổi khen lắm. Mấy cô lớn tuổi cái như nail của em á, uống rất là tốt, rất tốt. Cái mà nó không có lạnh tay cho mình, nó làm mình nó ấm. Đúng rồi em, nó làm cho cơ thể mình ấm nè. Với lại mấy người ngồi nhiều á, mình ngồi không á mình hay bị táo bón đó, tại vì mình ngồi không mình dễ bị táo bón lắm luôn á. Em để ý luôn á. Mà uống cái này nhận trường rất là hay luôn. Nó làm mình dễ đi cầu lắm, không có táo bón. Cái này là thật. Cho nên ai mà bị táo bón thường xuyên thử đi, rồi coi cái hàng nói dốc thôi thì. Cái này là nhiều người chia sẻ với chị Hằng, cái cô kia cũng vậy, cô tưởng là uống cái này bị tiêu chảy. Hằng nói không phải, cái đó cô đang nhận trường dễ đi cầu. Hỏi cô chứ lúc trước cô dễ đi cầu không? Cô nói không, cô khó lắm. Mà sao giờ cô đi cầu hoài, cô đi dễ lắm. Nói trời ơi, cái đó nó làm cô dễ đi cầu. Thì sau này cái cô nói thích quá, cô dễ đi cầu, khỏe quá, thì cô lại mua thêm nhiều. Không thiệt luôn á. Không thiệt, cái đó là dễ thiệt. Dễ đi cầu bởi vì nó mới làm cho cái da mình nó sáng. Đúng rồi, khi mà mình, những người táo bón á, da dễ sần sùi dữ lắm. Cái này mình nói thiệt đó. Nhưng mà khi mình nhận trường, mình dễ đi cầu này kia, da dễ hồng hào. Thì mới hồi nãy cũng có một người khách gọi lại cho chị, nói là sao uống cái da nó hồng hào đẹp quá trời luôn. Mới thức thời nè, một người gọi nữa nè. Cũng nói sao cái da hồi trước không được đẹp mà bây giờ đẹp quá trời luôn. Không, hay lắm em, cái này thiệt đó. Cho nên là chị nói là mình uống thì khi cái tốt mình cứ giới thiệu tới cho những cô chú anh chị em nào chưa biết thôi. Quá quá tuyệt vời luôn. Em thấy Costco bán nè, rất nhiều chị nhắn tin lại cho Hằng
nói là cảm ơn Hằng đã tìm được một cái sản phẩm tốt, tại mấy chị uống uống ở Costco mà uống không kết quả, mà tại sao mấy chị uống của Hằng trong vòng có một tháng mà mấy chị được nhiều cái tốt tới mấy chị quá. Thì cái đó trời, Hằng mừng lắm, Hằng mừng, Hằng vui lắm. Em cũng uống collagen nước vật lần này kia cũng mất tiền lắm chứ, mà cũng đâu có kết quả đâu. Vậy đó, uống mấy chị nấu đúng rồi. Cái này không có nấu, không nấu, nóng, không có nóng nè. Nha, thấy cái này một cái hay là cái này thường uống, em uống collagen nhiều loại đó, toàn là nó bị nóng trong người lắm, mà cái này không bị nóng nha. Không có bị nóng. Ở trong đây, trong cái hộp nó có cái thành phần gì nó xô hết cho mình coi rồi. Thì khi mà những mặt hàng nó được FDA chứng nhận, nó không thể nào dám để tầm bậy trong đây những cái gì hết em. Nguyên chất là nó để nguyên chất, và có cái gì nó xô hết lên bao bì. Cho nên là uống, khách hàng ở đây uống rất là bảo đảm, cái này sản xuất tại Mỹ nha. Cho nên mình uống rất đảm bảo luôn. Rồi cảm ơn em đã chia sẻ giùm chị những cái sản phẩm tốt của chị ha. Là người thần tượng của em, trời ơi, con mỗi nhà trời ơi, vậy đó, cảm ơn em. Trong biết ra nhiều khi nó trời gì đâu, nó trễ hả, ít clip chị cho nó hai kênh luôn mà coi không, không đủ, hai kênh luôn mà coi không đã luôn, trời ơi trời, tội nghiệp vậy. Ok em, thank you em nhiều lắm ha. Ok rồi, khi nào cái gì gọi thêm, chị muốn gửi cái gì thì chị gửi thêm ha. Dạ, okay. Rồi, ok em. Rồi, bye em. Dạ, bye em. Trời ơi là trời, mọi người ơi. Thật sự ở đây mà nói, thật sự mà nói. Đó. Ok, cái Hằng xong cái này, cái Hằng sẽ chia sẻ một chút xíu cái bột collagen nào cho những người khách chưa có uống. Tại vì khách đã uống rồi thì mình không nói rồi. Đó, gọi tới gì nè. Khi đã Hằng đang ngồi bán hàng thì thường thường camera Hằng hay làm phim ở đây, mà khách hàng gọi tới á để mà mua hàng thêm hay là tốt quá gọi lại báo cho Hằng biết, thì Hằng hay bấm để chia sẻ luôn cho tất cả cô chú anh chị em mình chưa có biết qua cái bột collagen này, để mà có thể mình mua mình thử đi. Một sản phẩm nó rất là tốt, nó chỉ có 68 đô chứ không có mắc tiền, nhưng mà mình uống trong vòng 2 hộp cái kết quả tới với mình rất là thực sự chính xác luôn. Vũ ơi, bật cái máy hút lên cho nó hút cái hơi đó, bớt cái hơi nấu ăn á. Bật đi, nó nồng cái mũi Hằng quá với nó hôi trong nhà. Bơ nhưng mà mình cũng phải cho nó mùi hút đi. Bật lên giùm Hằng đi. Đó. Thì quý vị biết không? Cái này là hộp Marine Collagen, nó được chiết xuất từ những cái da con cá tuyết và cá pollock ở vùng biển Alaska, 100% nguyên chất luôn và được sản xuất tại Mỹ. Cho nên cái bột này nó rất là nhanh có tác dụng khi mà người tiêu dùng mình uống. Còn những cái loại mà collagen khác người ta pha chế rất là những cái khác vô tùm lum tà la, thì khi thực sự nhiều người chia sẻ lại nói uống nhiều thứ mắc tiền hơn, nhưng tại sao không có thấy những kết quả đó, mà khi uống cái hũ bột này nó rẻ tiền mà nó lại có kết quả quá tuyệt vời. Tại vì đó là nó nguyên chất 100% từ những cái da cá, nó được chiết xuất từ những cái vùng biển của Alaska và sản xuất tại Mỹ, cho nên nó có kết quả nhanh cho mọi người tiêu dùng như vậy, nó không có nhập từ đâu hết á. Thì sản xuất tại Mỹ đa số thường thường nó giá thành nó rất là rẻ, còn khi mình nhập từ nước khác vô, thuế đồ này kia nó đánh thuế vô cho người tiêu dùng mình xài. Còn đây là tại Mỹ, đã xoay thuế nhập khẩu rồi không có, thì cái người tiêu dùng nó xài giá rất tương đối mà lại có mau có hiệu quả. Thì đây là hũ bột, nó có tác dụng cung cấp collagen cho cơ thể mình. Giống như là mình khi mà mình mất collagen, tuổi của mình già thì nó sẽ theo từ cái làn da của mình, nó sẽ cằn cỗi, nó sẽ sần sùi, nó sẽ nhìn khô khan mất nước trên một cái thần sắc của mình. Thì đây là nó cung cấp chất nhờn cho cơ thể của mình. Thì tốt nhất là cung cấp chất nhờn cho các khớp xương tai, khớp xương chân đau nhất của các cô chú lớn tuổi hay các anh chị làm nail. Thì đa số là các anh chị làm nail đó, giống như một người chia sẻ thì thường là tay rất là lạnh, mà bây giờ uống cái này vô nó ấm, rồi uống cái này vô dễ nhận trường, dễ có đi cầu, rồi hay là uống vô làm cho mình dễ ngủ, rồi khi mình đói bụng mình cảm thấy không có mệt mỏi. Giống như mấy chị em làm nail á, mà cái giờ ăn nó quá rồi đó, khi khách đang làm nè, mình đâu có ngưng để mình ăn, thì nó đói bụng, nhiều người gung tay gung chân. Nhưng cái này mấy chị nói đói nhưng mình không có rung tay, thì giống như không có mệt á. Thì tại vì thường thường mình
lớn tuổi mình lão quá, mình làm cái gì mình cũng mau thấy mệt. Mà tuổi trẻ tại sao nói nó làm hoài nó không mệt? Tại vì nó trẻ. Thì khi mà cung cấp collagen vô thì mình cảm thấy mình trẻ. Đó. Cho nên là những chị mà thời kỳ mãn kinh nè, hay là cảm giác mà mình không có cái chất nhờn của cơ thể, mình cảm giác mình không có ham muốn cái chuyện mà gần gũi với chồng, thì khi mấy chị uống cái này, mấy chị chia sẻ với Hằng, mấy chị nói nó lạ lắm Hằng ơi, không nói được luôn, thực sự luôn. Mấy chị nói cảm thấy nó đầy đủ những cái mà tuổi trẻ của mình luôn. Thì cái đó là một điều rất là tốt. Rồi hay là mấy anh cũng gọi lại cho Hằng, mấy anh nói những cái sự thật nó có hết. Cho nên đã xoay, khi mà hàng tốt á, thì không phải là mình quảng cáo cho giữ vô để mình bán được hàng. Nếu mà hàng quảng cáo cho giữ vô thì mấy chị mấy anh mua có một lần thôi, không mua lần thứ hai. Nhưng khách cũ uống một hộp, mua lại 10 hộp, mua lại 4 hộp, mua lại 6 hộp. Tại vì nói nó quá tốt đi, cho nên là mua để dành khi mà cái bột này nó gián đoạn không có thì để có mà uống. Thì thực sự nó rất là tốt. Hằng đã uống cái này gần 5 tháng nay rồi. Thì Hằng là làm việc như trâu bò chứ không nói là người. Hằng làm suốt ngày luôn, ban đêm Hằng làm việc tới khuya luôn, về đầu óc làm trên những cái tin nhắn, trên những cái điện thoại, là Hằng làm việc tới khuya luôn. Cho nên tóc hồi trước rụng rất là nhiều, bây giờ là giảm rụng tóc nha, ngăn ngừa rụng tóc luôn, mọc dày tóc nha mọi người. Rồi khớp xương không có đau nhức nè, rồi nó làm cho da Hằng hồng hào. Thế lẽ Hằng thức khuya Hằng rất là xấu về da, nhưng không có, da của Hằng nó rất là hồng luôn, nó rất hồng hào nha mọi người. Thì thức khuya nè, rồi làm việc nhiều, ngủ ít nè, nhưng mà khi thức dậy không có mệt. Tại vì Hằng uống cái collagen thường xuyên luôn, thì nó cung cấp cái collagen cho cơ thể, nó làm mình trẻ, thì mình không có cảm thấy mệt mỏi. Đó, đây là nó cung cấp cái energy cho mình. Thì thật sự ở đây, tại vì bột collagen nguyên chất mình uống vô nó mau có tác dụng, chứ không phải là ồ nói cái đó là nó bỏ cái chất thuốc gì để làm cho mình mạnh khỏe. Không có, không có thuốc gì hết. Nó chỉ show lên đây bột collagen bao nhiêu phần trăm muối, bao nhiêu phần trăm protein, bao nhiêu phần trăm cái gì, và 100% là bột collagen từ cái da cá tuyết, da cá pollock, thì nó show lên hết trên hộp. Cho nên là mấy chị phải coi kỹ cái hộp khi mấy chị gửi về. Và mấy chị mua nhớ gọi đúng số điện thoại của Hằng Kali, phải đúng giọng nói Hằng Kali, 408-206-1934 nha. Hoặc là viết tin nhắn gửi về cho Hằng với số điện thoại 408-206-1934. Nhớ viết tin nhắn gửi về cho Hằng. Viết tin nhắn với số điện thoại như thế này nha mọi người. Thì thường thường thì mấy chị không có biết, mấy chị hay gọi rồi nói tin nhắn trong đây. Thì thật sự Hằng không có nghe nói tin nhắn, mà Hằng chỉ coi những cái tin nhắn ở đây, coi những cái tin nhắn ở trên cái phone như thế này. Thì ai mua hàng của Hằng, xào cái gì ăn vậy, xào bắp hả? Xào bắp với bơ hả? Bắp với bơ với đậu tùm lum luôn ông Vũ. Đó. Thì đây là nhắn tin như thế này. Thì khi ban ngày thì thật sự Hằng đi làm việc nè, giúp đỡ người ta trong công việc, đi làm những cái chỗ mà văn phòng xin giấy tờ thì Hằng không có nghe được điện thoại. Hay là Hằng đi suối, Hằng đang quay phim, Hằng cũng không nghe được điện thoại. Thì mấy chị cứ nhắn tin vô đây, nội dung là tôi tên gì, địa chỉ ở đâu và tôi muốn mua bao nhiêu hộp bột collagen. Thì Hằng sẽ chiều về, Hằng sẽ coi từng cái tin nhắn, Hằng trả lời, Hằng bán hàng cho mấy chị. Nhớ nha, nhắn tin cho Hằng, viết tin nhắn gửi về cho Hằng, 408-206-1934. Còn nếu gọi cho Hằng thì Hằng tiện thì Hằng sẽ bắt phone, gọi cho Hằng 408-206-1934 để mình mua được hộp bột collagen này, mình về mình uống thử để mình biết cái kết quả nó tốt như thế nào. Thực sự cái liệu trình của cái bột này Hằng có giới thiệu, nếu như mình uống phải từ trên 2 hộp. Thì thật sự những người khách uống mới một hộp người ta đã thấy kết quả quá trời rồi. Thì mình mua một cái liệu trình đó, ít nhất mình mua 2 hộp đi. Chứ không phải là Hằng ép quý vị mua 2 hộp. Nhưng mà Hằng muốn uống cho nó đúng để cảm thấy cái sản phẩm nó tốt. Chứ thí dụ Hằng bán một hộp, Hằng bán cho những người khác rất nhiều, Hằng không cần phải ép cho mấy chị mấy cô thêm một hộp nữa để 2 hộp. Tại vì những khách hàng mới thường thường mua thử là mua 2 hộp đi, để mình uống trong cái liệu trình 2 hộp thì mình sẽ thấy nó tốt như thế nào, thì mình mới mua thêm nhiều để mình để dành mình uống. Một cái sản phẩm tốt mình nên để trong nhà, tại vì đây là tốt cho sức khỏe của mình, tốt thực sự 100% từ những khách hàng chia sẻ tới.
rất nhiều khách hàng chia sẻ tới cho Hằng, rất là tốt ha. Ok mấy chị nhớ gọi cho Hằng 408-206-1934. Hoặc là giống như cái bột nấm này, nó cũng rất rất là tốt cho sức khỏe của mình luôn. Cái bột nấm này nó được 10 loại nấm organic nuôi trồng tại Mỹ, made in USA, sản xuất tại Mỹ luôn. Thì một ngày mình chỉ cần uống một muỗng bột nấm thôi. Và cái bột nấm này nó có 10 loại nấm, giống như là nấm linh chi thì nó có 3 loại: linh chi đỏ, linh chi trắng, linh chi đen và nấm vân chi. Rồi nấm đông trùng hạ thảo, nấm thái dương, nấm cha gà, nấm khiêu vũ và nấm hương. Nó có 10 loại nấm quý hiếm. Thì đây là những cái loại nấm này có tác dụng cho mình, cho cơ thể của mình là ngăn ngừa ung thư, hay là có những loại nấm có thể trị được bệnh ung thư, hay là nó làm cho mình thanh lọc gan thận, rồi hay là tăng cường trí nhớ, rồi tốt nhất cho những người mà bị máu cao hay là cholesterol. Thì những người cholesterol cao hay máu cao, thường thường mình uống một cái lượng thuốc tây của bác sĩ thì bác sĩ thường khuyên mình nên cử ăn, chứ đừng có uống thuốc cholesterol cao nhiều hoặc là uống thuốc máu cao bằng liều lượng cao thì sau này nó sẽ hại cho gan thận. Cho nên mấy cô chú chỉ có 75 đô cho một bịch thì mình cứ mua thử một bịch nấm 75 đô, mỗi ngày mình uống một muỗng cà phê để mình có thể biết cái tác dụng của bột nấm này nó có tốt như những lời mà Hằng chia sẻ hay không. Có 75 đô có thể mình uống được cả tháng luôn. Thì có thể mình quậy chung với bột collagen đó, hoặc là mình quậy riêng với một cái ly nước nhỏ ấm ấm, mình uống một hơi. Nấm, cái mùi nấm rất là dễ uống, không có đắng gì hết, nó chỉ thơm nấm thôi ha. Còn bột collagen cũng rất dễ uống, không đắng không gì hết, nhưng đương nhiên nó có hơi có mùi của collagen đó, thì mùi nó hơi khó một chút. Thì Hằng thường ngày Hằng uống bằng cà phê sữa nóng buổi sáng, thì Hằng bỏ ở trong cái ly cà phê sữa nóng Hằng uống thì rất là dễ uống, nó vẫn thơm tho bình thường. Mỗi sáng uống một muỗng rưỡi và mỗi tối uống một muỗng rưỡi. Thì thường thường buổi tối Hằng hay ăn canh thì Hằng sẽ bỏ cái bột collagen, cam collagen nè, cam bỏ collagen vô hả? Đó, cái này là của phần cam của Phi Vũ. Pha cam với cái gì đỏ đỏ vậy? Cam, nước cam, trái cam đỏ đó. Ủa trái cam mà xay cái gì sao nó đỏ đỏ vậy? Thì nước cam, trái cam đỏ đó. Có thêm trái gì nữa không? Không, cam thôi hả? Mà cái màu nó tím tím vậy hả? Đỏ. Vậy đó hả? Đâu có đâu, uống thử coi. Cam đỏ ngộ đó. Vậy hả? Ngộ quá luôn. Ồ, nó ngọt vậy hả? Cam đỏ. Cái ruột cam đỏ vậy hả? Mà ngọt quá vậy? Có bỏ đường không? Chút xíu xíu à. No, đừng bỏ đường. Chua, bỏ lên chua. Không, chua hết. Chua phải bỏ đường. Ồ, chua. Chua là Hằng ăn này nhạy cảm ha. Bị bệnh. Chua không sao, Hằng ăn cảm. Ăn không sao. Uống đây, mình bỏ đường vô, bỏ bột collagen lên nè. Vậy hả? Bột collagen Hằng uống rồi, vô uống đi. Buổi tối Hằng uống rồi. Không có nên uống quá. Thì thật sự rất là tốt luôn, rất là dễ uống. Mình xay sinh tố cũng có thể bỏ vô nè. Giống như bột nấm nè, quý vị xay sinh tố cũng có thể bỏ sinh tố, bỏ bột nấm vô sinh tố, hay là bột collagen có thể bỏ vô luôn. Đó, rất dễ uống luôn. Gì cũng được hết trơn, apple quý vị có thể bỏ vô. Sinh tố gì miễn quay là bỏ vô. Sinh tố bỏ vô. Đó, rất dễ uống luôn. Apple bỏ vô. Rất dễ. Trái khóm thì bỏ vô. Thì bỏ nó vô. Cho nên còn khi mình nói là trong uống thì mình nhớ ngoài thoa luôn nha. Nhớ ngoài thoa nha. Đây. Thì khi quý vị muốn xài thử cái bộ sản phẩm về skincare UNK của Hằng thì quý vị cứ gọi Hằng để tư vấn nha. Cái bộ sản phẩm của Hằng về dưỡng da skincare, nếu mấy chị, mấy cô mà mua follow theo Hằng một bộ để thử trong vòng 3 tuần nó không, cái da không khác biệt, cứ gọi tới Hằng để comment. Cái này không phải là quảng cáo để bán, nhưng mấy chị thường đã xài của Hằng rồi thì có thể biết là follow đúng một bộ, xài đúng mới được nha. Còn mấy chị mua có con chai về, mấy chị biểu căng bóng đẹp. Bây giờ đâu có thuốc tiên đâu, một chai có 110 mấy đồng, nó căng bóng đẹp, dạ không có đẹp. Đó, cho nên một cái liệu trình mình dưỡng da mình phải follow theo nó đúng. Thì Hằng có kem nhau thai tế bào gốc nè, hay là collagen trong uống ngoài thoa nè, rồi sữa rửa mặt làm trắng da, hay sữa rửa mặt làm trẻ hóa nè, hay là kem làm trắng da, rồi kem làm nâng cơ da mặt, kem trị nám tàn nhang, thì hay là có những huyết thanh để tái tạo da, làm cho da dẻ mình nó mịn màng, cung cấp
collagen. Đó, thì cái bộ sản phẩm skincare UNK của Hằng, mấy chị cứ gọi Hằng để Hằng tư vấn thử, để mấy chị xài thử đi. Nếu ai không tin thì xài thử một vài bước, rồi trong vòng 1 tuần 2 tuần mình thấy cái da mình nó có khác hơn khi mình chưa xài hay không. Nếu mấy chị thấy khác thì mấy chị gọi lại Hằng để mua đủ một bộ để mình xài thử nha. Ok mấy chị. Rồi cứ gọi Hằng Kali 408-206-1934 để được Hằng tư vấn cái bộ sản phẩm dưỡng da của Hằng, hay là được mua những cái sản phẩm tốt về cho sức khỏe của mình để trong nhà mình uống nha. Thì ok, khi cái phim mà mỗi cái phim của Hằng có thể Hằng tràn vô một chút xíu quảng cáo của Hằng, thì đây là một cái mà Hằng cũng có thể gửi tới những, thứ nhất là Hằng kinh doanh mua bán, cái thứ hai là Hằng gửi sản phẩm tốt tới cho người tiêu dùng. Tại vì tất cả trên cái thế giới của loài người, ai cũng cần tới những cái sản phẩm để tiêu dùng, ai cũng mua tất cả những cái sản phẩm để xài. Thì khi làm kinh doanh thì tất cả ai cũng có quyền làm kinh doanh mua bán. Thì khi những thước phim trên cái kênh YouTube của Hằng, thì Hằng có thể chèn vô những quảng cáo của Hằng để Hằng quảng cáo gửi tới cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt. Thì chẳng hạn như những người khách đã mua của Hằng rồi, người ta rất mừng, rất cảm ơn Hằng đã gửi tới những sản phẩm tốt. Rồi khi mình nói tới các anh chị, nếu như không có thích coi quảng cáo của Hằng, có thể mình bấm bỏ, mình không coi, mình kéo nó đi qua. Cho nên mấy anh chị đôi khi mình thấy những cái comment á, nó không có duyên lắm, nói là Hằng lợi dụng để Hằng vô làm quảng cáo. Đây là cái kênh của Hằng mà, Hằng có quyền quảng cáo, mình không thích coi mình bấm ra, chứ Hằng đâu có ghi cái chủ đề là Hằng bắt buộc ai phải coi đâu. Cái tánh Hằng rất thẳng, trên công việc làm Hằng cũng vậy, hay trên buôn bán cũng vậy. Buôn bán ai hiểu tánh Hằng, Hằng rất thẳng. Hằng bán những hàng sản phẩm tốt, mình không có lừa gạt ai, mình không bán hàng giả, mình không nói dối, mình không nói xạo. Thì sao mình phải quỳ lị năn nỉ người ta để từng chút một để bán cái sản phẩm, mà Hằng gửi tới bằng một cách chân thành. Chứ không phải là khi mấy chị hay mấy anh gọi tới làm khó Hằng đủ trò, rồi kêu Hằng phải năn nỉ để bán được một hộp đó. Một hộp Hằng lời có mấy đồng bạc thôi. Thì khi mà sorry, những cái hàng mà shipping Hằng không có tính mắc đâu. Tùy theo mình mua một cái đơn hàng bao nhiêu tiền và như thế nào Hằng tính shipping rất là phải chăng. Cho nên mấy chị với mấy anh đừng có nghĩ là tính toán 5 đồng shipping, 10 đồng shipping, thì khi cái mặt hàng của người ta không có tốt á, người ta không cần lấy shipping luôn. Mua 3, mua 5, mua 4, mua 10 free shipping. Nhưng sorry, Hằng lời một hộp có 5-10 đồng bạc, thì nếu Hằng free shipping thì lấy gì? Hằng ngồi Hằng bán nè, Hằng phải đóng thuế nè, Hằng phải làm các kiểu nè, thì free thì lấy gì mình ăn? Ai cũng buôn bán để có lời, mà mình gửi tới những sản phẩm tốt để cho người tiêu dùng gọi tới để cảm ơn là Hằng đã gửi sản phẩm tốt cho người ta. Mặc dù người ta mua để tốn tiền, nhưng mà người ta nói đó là người ta đã tìm đúng được những sản phẩm tốt của Hằng gửi tới. Cho nên cái tánh của Hằng rất thẳng, khi buôn bán cũng phải lựa buôn bán một cái chính đáng và một cái tốt Hằng mới bán. Khi mà Hằng tìm cái sản phẩm để Hằng dưỡng da thì có nghĩa là Hằng đã xài dưỡng da trước đó 4 tháng rồi, cho nó đẹp mình trước, mình coi cái này đẹp không, mình mới lấy về mình bán. Và cái bột này Hằng đã uống trước cho có tác dụng khoảng 1 tháng, Hằng thấy có tác dụng gì trên cơ thể của Hằng, Hằng mới mạnh miệng lấy cái bột này về để chia sẻ và bán. Và hiện tại Hằng đang bán độc quyền nha. Nếu ai mua chỗ khác mà gọi lên nói là bán giống Hằng Kali thì không phải giọng nói của Hằng Kali, và không phải số phone 408-206-1934 là những hàng giả mạo, không phải của Hằng Kali. Hiện tại hàng này Hằng Kali bán độc quyền nha. Nếu ai nói cái chỗ nào mà nói là có chỗ đó bán không phải của Hằng Kali độc quyền thì khán giả hãy gọi cho Hằng, hay là những người tiêu dùng hãy gọi cho Hằng, không là mình bị gạt nha. Cho nên hôm nay là mình gửi tới cho cô chú anh chị em luôn. Mình mua hàng mình hãy rất cẩn thận khi gọi đúng Hằng Kali. Hằng đã nói khi những cái hàng buôn bán, Hằng cũng đem ra cả cái trách nhiệm của Hằng, chứ không phải là nói giỡn, nói đùa để mình buôn bán. Thì hãy gọi đúng hàng. Còn nếu gọi đúng số khác hoặc người khác tiếp phone để bán hàng thì hoàn toàn giả. Còn nếu khi một ngày nào đó Hằng có thể giao thế cho ai để cái số phone của Hằng để bán hàng tiếp Hằng á, thì Hằng cũng chia sẻ lên đây, có một người nào nghe phone tiếp Hằng. Chứ không thể nào gọi qua một cái số điện thoại khác mà nói bán hàng giống Hằng Kali là không có nha. Chỉ một mình Hằng Kali bán độc quyền cái hàng này. Còn nếu ai lên các website nào mua mà giả tạo mà nói của Hằng Kali
là hoàn toàn không đúng nha. Ok cả nhà. Đó, thì Hằng rất cảm ơn những cô chú anh chị em đã ủng hộ chương trình của Hằng và cũng như ủng hộ mua những sản phẩm của Hằng. Thì Hằng gửi tới những sản phẩm tốt cho cô chú anh chị em. Thì đó là một điều mà Hằng cũng cảm thấy vui. Chứ không phải là vui là gì? Ồ, mình bán được hàng. Mà mình vui là mình tìm được đúng những cái sản phẩm tốt để gửi tới cho người tiêu dùng. Ok, một lần nữa Hằng cảm ơn cô chú anh chị em rất là nhiều. Hằng xin chào tạm biệt. Bye.